Từ mùng 10 tháng 10, Tổng thống Ukraine Zelensky đã bắt đầu chuyến công du nhanh tới các quốc gia châu Âu chủ chốt, gồm Anh, Pháp, Ý và Đức, để thúc giục viện trợ và thảo luận về kế hoạch chiến thắng dự kiến đưa ra tại hội nghị về hòa bình cho Ukraine lần thứ hai sắp tới. Trước đó, Ukraine bày tỏ lo ngại khi các cam kết viện trợ của phương Tây có chiều hướng suy giảm trong năm 2025, trong khi quân đội Nga vẫn tiến từng bước vững chắc tại miền đông nước này. Trong trạng dừng chân tại thủ đô Paris chiều ngày 10 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định đến Tây Âu không để nói về một lệnh ngừng bắn với Nga và cho rằng những thông tin này là do phía Nga đưa ra. Ông Zelensky nhấn mạnh, Ukraine chỉ đàm phán khi đạt được ưu thế trên chiến trường và thúc giục Pháp và các đồng minh phương Tây nhanh chóng cung cấp các gói viện trợ trước khi mùa đông tới. Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đảm bảo Pháp sẽ duy trì viện trợ theo các cam kết đã đưa ra, đồng thời nhấn mạnh việc đào tạo, huấn luyện cho các binh sĩ Ukraine tại Pháp đã đạt được nhiều bước tiến và khẳng định đây là mô hình hợp tác độc nhất giữa Ukraine và một nước phương Tây. Trước khi đến Paris, Tổng thống Ukraine Zelensky sáng 10 tháng 10 đã tới thủ đô London của Anh và có cuộc gặp chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thư ký NATO Mark Rutte để thảo luận về kế hoạch chiến thắng mà Ukraine đề xuất. Tổng thống Ukraine cũng tiếp tục đề nghị Thủ tướng Anh cho phép sử dụng vũ khí tầm xa của Anh như tên lửa Storm Shadow để công kích các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ của Nga. Chuyến công du nhanh tới các nước Pháp, Anh, Ý và Đức của Tổng thống Ukraine Zelensky diễn ra ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh quốc tế thảo luận về việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine dự kiến diễn ra ngày 12 tháng 10 tại Ramstein, Đức bị hoãn. Ban điều hành Ngân hàng Thế giới đã bỏ phiếu thông qua việc lập một quỹ trung gian tài chính để hỗ trợ Ukraine với sự đóng góp dự kiến từ Mỹ, Canada và Nhật Bản. Theo đó, quỹ này sẽ giúp thực hiện cam kết của thành viên nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 là tài trợ cho Ukraine 50 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay. Theo một số nguồn tin, số tiền chính xác mà Mỹ, Nhật Bản và Canada đóng góp vẫn đang được tính toán, nhưng sẽ nhận được hỗ trợ bằng lãi suất từ các tài sản của Nga ở nước ngoài đang bị đóng băng. Cuộc bỏ phiếu của Ngân hàng Thế giới diễn ra một ngày sau khi các phái viên của Liên minh châu Âu EU đồng ý cấp 35 tỷ euro, tương đương 38,3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong khuôn khổ khoản cho vay lớn hơn theo kế hoạch từ các nước G7. Khoản cho vay này cũng được lấy một phần trong số tiền thu được từ các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng. Ông George Lipsky, giám đốc cấp cao của Trung tâm Địa kinh tế của Hội đồng Đại Tây Dương, cơ quan tư vấn có trụ sở tại thủ đô Washington, Mỹ cho biết, hai động thái trên sẽ cho phép các nước G7 cung cấp khoản tài trợ đáng kể cho Ukraine và thực hiện các cam kết tại hội nghị thượng đỉnh G7 tháng 6 vừa qua. Ngày 10 tháng 10, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow tuyên bố rằng Mỹ không có ý định đàm phán song phương với Nga về Ukraine, tức đàm phán chỉ có thể diễn ra nếu có sự tham gia của Ukraine. Ở phía Nga, nước này mong muốn có những cuộc đàm phán rộng rãi với Mỹ, không chỉ về Ukraine mà còn về những vấn đề chiến lược khác. Tuy nhiên, lập trường của hai bên về vấn đề này vẫn rất khác biệt. Chúng tôi đã nói rõ rằng sẽ không có cuộc đàm phán nào về Ukraine nếu không có sự tham gia của Ukraine. Phái đoàn ngoại giao Mỹ nêu rõ. Mặc dù vậy, Đại sứ quán Mỹ cũng thừa nhận tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc ngoại giao với Nga, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng leo thang như hiện tại. Trong khi Mỹ duy trì lập trường kiên định về việc không đàm phán trực tiếp với Nga, Moscow đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng mở cửa đối thoại với Washington, nhưng đó phải là một cuộc đối thoại toàn diện, không chỉ tập trung vào những vấn đề riêng lẻ mà bao gồm tất cả các khía cạnh liên quan đến quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, lập trường của hai bên về vấn đề này vẫn rất khác biệt. Washington từ chối thảo luận về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Ukraine mà không có Kiev, trong khi Moscow mong muốn một cuộc đối thoại toàn diện mà không bị giới hạn bởi bất kỳ yếu tố nào. Trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra, nhiều chuyên gia dự đoán rằng lập trường của Washington đối với vấn đề Ukraine có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả bầu cử. Nếu Đảng Dân Chủ với ứng cử viên là Phó Tổng thống Kamala Harris tiếp tục nắm quyền, rất có thể chính sách ủng hộ Kiev của Mỹ sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, nếu ông Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, giành chiến thắng, viễn cảnh đối thoại trực tiếp với Nga có thể trở nên khả thi hơn. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây tuyên bố, những báo cáo cho rằng binh sĩ Triều Tiên đang chiến đấu cùng với quân đội Nga trong xung đột ở Ukraine là không đúng sự thật. Ở một diễn biến khác, một nguồn tin cho biết tiêm kích đánh chặn MiG-31K thứ hai của Nga có khả năng mang theo tên lửa Kinzo đã hạ cánh xuống Belarus hôm 10 tháng 10. Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-hyun cho rằng Triều Tiên có thể đã gửi binh sĩ đến chiến đấu cho Nga
sau khi Bình Nhưỡng ký hiệp ước an ninh chung với Moscow. Bình luận về thông tin trên, hôm 10 tháng 10, ông Peskov nhấn mạnh chuyện này giống như một trò lừa bịp. Moscow từng tuyên bố hiệp ước mới giữa Nga và Triều Tiên không nhằm vào Hàn Quốc hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác. Song Nga cho rằng đây là một dạng cảnh báo đối với những quốc gia cân nhắc dùng biện pháp quân sự để giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Trong một diễn biến khác, chiếc MiG-31K đầu tiên của Nga cũng đã hạ cánh xuống sân bay Machulichi vào ngày 9 tháng 10. Đây là lần đầu tiên MiG-31K của Nga xuất hiện ở Belarus kể từ tháng 4 năm 2023, khi ba chiếc MiG-31K rời khỏi Belarus. Ngoài ra, Nga thường xuyên điều tiêm kích MiG-31K từ các sân bay trên lãnh thổ quốc gia để thực hiện hoạt động tấn công Ukraine. Tên lửa siêu vượt âm phóng từ trên không Kinzo rất khó bị đánh chặn và bắn hạ. Phạm vi hoạt động của Kinzo là khoảng 2.000 km. Điều này có nghĩa toàn bộ lãnh thổ Ukraine sẽ gặp rủi ro nếu tên lửa Kinzo được phóng từ không phận Nga. Hồi tháng 1, không quân Ukraine cho biết các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn được 25 trên 63 tên lửa Kinzo mà Nga phóng đi kể từ khi hai nước bùng nổ xung đột. Theo đánh giá của Mỹ, các lực lượng Ukraine sẽ có thể nắm quyền kiểm soát một số khu vực thuộc Kursk của Nga trong vài tháng tới hoặc lâu hơn. Hiện dòng cung cấp vũ khí cho binh sĩ Ukraine ở Kursk vẫn đang đều đặn, trong khi Nga lại đang tập trung vào các bước tiến ở miền đông Ukraine. Ukraine phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga hồi đầu tháng 8. Kiev sau đó tuyên bố đã chiếm giữ khoảng 100 khu định cư và hơn 1.300 km2 lãnh thổ ở Kursk. Nga cũng đã bắt đầu phản công vào tháng 9 để giành lại các khu vực bị chiếm đóng. Chia sẻ với hãng tin Bloomberg hôm 9 tháng 10, các quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho hay, theo đánh giá của Washington, Ukraine có thể tiếp tục chiếm đóng ở Kursk trong những tháng tới. Nguyên nhân chính của điều này là quân đội Ukraine đang nhận được nguồn cung đạn pháo ổn định sau nhiều tháng chịu ảnh hưởng thiếu đạn dược nghiêm trọng. Những nỗ lực của nhóm đồng minh nhằm tăng cường kho đạn pháo cho Kiev cũng đã giúp cải thiện chuỗi cung ứng. Theo đó, sáng kiến cung cấp đạn dược do Cộng hòa Séc dẫn đầu đã thực hiện các đợt giao hàng và đặt mục tiêu gửi 80.000 đến 100.000 viên đạn trên một tháng cho Ukraine đến cuối năm nay. Đợt phản công của Nga tại vùng biên Kursk hiện vẫn chưa thể đẩy lùi quân đội Ukraine ra khỏi khu vực. Hôm 18 tháng 9, quân đội Ukraine tuyên bố cuộc phản công của Nga đã dừng lại với việc các lực lượng Moscow chỉ giành lại được một số ít khu định cư. Bên cạnh đó, Moscow đang tập trung vào đợt tiến công ở miền đông Ukraine, áp sát các thành phố Pokrovsk và Toretsk của tỉnh Donetsk. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc tấn công vào Kursk đã thành công trong việc buộc Nga rút một phần lực lượng khỏi tiền tuyến của Ukraine, nhưng còn quá sớm để đánh giá thành công toàn diện của chiến dịch. Song ông khẳng định, chiến dịch ở Kursk đã giúp Ukraine bổ sung vào quỹ trao đổi với Nga như hoạt động trao đổi tù binh giữa hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố máy bay chiến đấu Mirage-2000 mà Pháp cam kết viện trợ cho Ukraine sẽ giúp nước này chiếm ưu thế trên không so với lực lượng Nga. Vị bộ trưởng này cũng cho biết máy bay chiến đấu Mirage-2000 nâng cấp dự kiến sẽ đến Ukraine vào nửa đầu năm 2025. Sau cuộc gặp với người đồng cấp Sebastian Lecornu, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết chúng tôi đã thảo luận về những nền tảng nào sẽ được cung cấp, hiện đại hóa, đào tạo phi công, cơ sở hạ tầng và thiết bị điện tử hàng không. Về vấn đề này, Pháp sẽ hỗ trợ chúng tôi. Ông nhấn mạnh rằng, những chiếc máy bay chiến đấu này sẽ được tân trang để mang lại cho Ukraine lợi thế trên không. Được biết, trước đó Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cho biết, máy bay chiến đấu Mirage-2000 nâng cấp dự kiến sẽ đến Ukraine vào nửa đầu năm 2025. Theo ông, hoạt động hiện đại hóa máy bay đang diễn ra tại căn cứ không quân Kazovs ở Gironde. Bộ trưởng Sébastien Lecornu lưu ý, mục đích của quá trình hiện đại hóa là trang bị khả năng chiến đấu trên không và tăng cường hệ thống tác chiến điện tử. Tuy nhiên, khía cạnh quan trọng nhất là đào tạo phi công và kỹ thuật viên.